Anh em nhà sản Tây Nguyên xin chào các bạn. Hôm nay anh em nhà sản Tây Nguyên sẽ nói về nguồn gốc của đá Bát Hổ và phân bố của đá Bát Hổ ở đâu và những đặc tính cơ bản của đá Bát Hổ. Nếu các bạn có hứng thú thì mời các bạn hãy xem tiếp video này. Các bạn biết đá Bát Hổ là một dạng biến thể của đá Thái Anh, có một tên gọi khác mà mọi người ít gọi hay gọi là đá Thái Anh Mắt Hổ, tên gọi là đá Thái Anh Mắt Hổ các bạn. Do quá trình phản ứng địa chất phức tạp, sắt nằm trong Thái Anh sẽ phân hủy thành màu nâu và phản xạ ánh sáng các dạng sợi ngẫu nhiên có màu khác nhau nên tạo ra đá Bát Hổ rất chi đẹp. Các bạn nhìn thấy này. Đá Bát Hổ có được tìm thấy ở vùng Brazil rất là nhiều, Ấn Độ, Miến Điện, Mỹ, Úc. Còn ở Việt Nam thì rất ít, khá là hiếm. Đá Bát Hổ mọi người tìm ở Việt Nam ít. Một số các bạn bảo là Việt Nam phân bổ ít các bạn ạ. Chủ yếu tìm thấy ở Brazil. Đây là đá Bát Hổ tự nhiên các bạn nhé. Con người mình từ thời xa xưa đã biết sử dụng đá Bát Hổ. Người Ấn Độ đã dùng đá Bát Hổ để đeo lên các vị thần, thể hiện sự tôn kính. Người Ai Cập gắn đá Bát Hổ lên các vị thần, thể hiện sự tôn quý của họ với các thần linh. Đá Bát Hổ là sự kết hợp năng lượng giữa trái đất và mặt trời, bảo vệ khỏi cái điểm giữ. Một số các chuyên gia phong thủy đã nói về tác dụng của đá Bát Hổ như vậy. Video sau anh em nhà sàn sẽ chia sẻ cho các bạn về tác dụng phong thủy sâu hơn của đá Bát Hổ. Các bạn ạ. Còn theo anh em nhà sàn thì đá Bát Hổ là dạng biến thể của Thái Anh thì nên đá Bát Hổ có trọng lượng khí chất và độ cứng cũng như đá Thái Anh, độ bóng. Về tác dụng phong thủy thì cũng giống như đá Thái Anh thôi, cũng thu hút năng lượng, chuyển hóa các sóng từ phát ra bởi các thiết bị chuyển hóa thành điện năng, nên đeo đá Bát Hổ cũng cực kỳ tốt các bạn, vừa đẹp. Anh em ở sàn luôn chia sẻ về các loại đá phong thủy tự nhiên Việt Nam mình. Nếu có dịp mời các bạn này ghé thăm anh em ở sàn Tây Nguyên hoặc đăng ký kênh anh em ở sàn Tây Nguyên. Xin chào và hẹn gặp lại.